Ok, hai xin chào bạn, chào mừng các bạn đến channel của mình Lotto. Thì hôm nay mình sẽ chơi Skylab tập 3 cùng với River. Thì đang bạn mình nó đi học rồi, mình không có thể quay được. Thì hôm nay mình quay chung với bạn này thôi. Mình sẽ để lên những YouTube nổi tiếng khác của mình là chị mình và Ata Demo Tờ trong team mình luôn nha. Demo Tờ trong team mình với lại River chuẩn bị vô team mình rồi. Ok, hiện nay mình sẽ làm gì? Đây là mình sẽ review cho các bạn thấy đảo mình đây. Đây là chỗ bắt cua, nó cũng hơi dễ thôi đó, còn chết rồi đó. Đây là đảo chị mình đã spam bó đó, để mình về đảo. Thì mình chơi chúng với lại bạn mình thôi. Mình đang quay, mình nói cho anh em biết luôn. Cái này tập 3. Ok, bẹt. Để mình đi bán đồ đó, nhiều đồ quá. Quá,
làm mẹ đi để thầy quên. Hôm nay mà chưa quét mặt nữa nha. Ông Giang này thiệt là tình cứ hại bạn không à, bây giờ giờ ta cũng tính sao, cũng không biết sao nữa. Mà bây giờ thì người cũng phải đi dễ. Ôi xin lỗi mọi người nha, mình mới tắm ra. Xin lỗi anh em, thì mình mới tắm ra. Hậu quên, mình chưa có đồ gì mà. Thấy tốt nhất là bây giờ mình qua cho nó hỏi coi sao. Chứ ở nhà cũng đâu giải quyết được gì đâu. Rồi, tôi cũng thấy đúng á. Mọi người giải quyết được công việc. Em mình bán đồ, mình được 200 mấy cái tiền rồi. Coca nè. Mầm xả lô. Đi đâu vậy? Mình vẫn nói chuyện với em Giang. Đi không? Ok, xin lỗi nha. Thì mẹ mình nói mình đi tắm rồi sao mình mẹ lên đây làm cho một người không thể mới làm được. Thì view này đã để mình đào đã chút xíu rồi. Trong đây không PVP được. Thử mình vô coi. Mày lạ đó cho mày. Giang gọi làm cái chừng mà không nói ai đứa nào hết á. Khách hàng gọi điện mắng nhốn quá trời luôn. Trời ơi. Cái kit nè. Gai xa cô lô. Ok, đem một đem mở TV nữa. Ok, để mình chỉnh góc nhìn ra. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn có thể like cho mình và subscribe cho mình thì bây giờ thì bye bye, see you.